Thành phần đối lập ở Venezuela đang gia tăng các cuộc biểu tình phản đối chế độ và nay tìm cách tạo thêm áp lực qua việc công khai kêu gọi quân đội tham gia cùng hành động cứu nguy đất nước. Các cuộc biểu tình mới đây được đông đảo người phản đối ủng hộ, nhưng nhiều phần sẽ không khiến Tổng thống Nicolas Maduro chấp nhận việc sẽ có cuộc bầu cử mới và cùng lúc quay trở lại chế độ dân chủ. Theo bản tin của tờ Washington Post cho biết, các nhà lãnh đạo đối lập nghe trực tiếp kêu gọi giới lãnh đạo quân đội phải có hành động để cứu vãn đất nước bằng cách áp lực tổng thống và chống lại lệnh đàn áp biểu tình. Những lời kêu gọi này cho thấy vai trò quan trọng của cấp chỉ huy quân đội trong cuộc tranh đấu cho tương lai của nước Venezuela. Lãnh tụ đối lập ở quốc hội Venezuela là ông Julio Borges trong vài tuần trở lại đây liên tục kêu gọi quân đội hãy chấm dứt sự im lặng và có hành động cứu nguy đất nước. Tuy nhiên, tổng thống Maduro cũng hiểu vai trò quan trọng của cơ chế này và cho bộ trưởng quốc phòng, tức là ông tướng Valadi Patrino, nhiều quyền hành kể cả quyền nhập cản và phân phối thực phẩm. Hiện có các tố cáo cho rằng thành phần tướng lãnh quân đội đang chia chác với nhau món lợi có được từ việc độc quyền trong lĩnh vực thực phẩm, trong khi đất nước có tới 80% dân chúng không đủ ăn.